Nhìn xem này. Cái rau cải này anh em này. Đấy, cái rau cải này. Cải này nấu đây ổi anh em. Cái rau cải là để nấu nấu với lại cá bống anh em ấy. Hoặc cá rô đồng á. Cái ruộng cái rãnh rất là to chưa này. Đấy, không đông rồi. Rất nhiều chim nhé. Ra bắp rất này. Rất nhiều chim anh em ạ. Ô quả bên kia có quả mít tác dụng. Trong kia có mít tác dụng. Biết mọi người thấy không, biết kia có mít tác dụng. Cái vườn này đẹp này, vườn này cao đẹp anh em ạ. Cái vườn này cao đẹp này. Nhìn này. Thấy không? Cái vườn này người ta trồng mít đấy. Nhìn đẹp lắm nha. Tán cao, cây cách nhau đều. Nhìn đẹp. Không có cỏ. Cái vườn này nhìn đẹp anh em ạ. Vườn cây ăn quả như này đúng không? Nó đẹp. Gọn rồi nha mày. Gọn. Đó, gọn. Nói. Bà quay này. Ừ. Được nói đâu ấy, bây giờ em đê. Bà quay. Đê nào? Nghĩa Trang ấy. Nghĩa Trang nào? Biết đi theo thuyền. Rồi đi về anh em nhé. Giờ đi về anh em ạ. Thằng cô cháu nó gọi mình về rồi. Thằng cháu nó gọi mình về là quá anh em ạ. Rồi đi về. Được video bây giờ nó 6 giờ anh em ạ. 6 giờ. Đi về thôi. Đi về quay video anh em nhé. Anh em mình theo chân mình về. Đi từ bộ tới về nhà cũng không xa lắm. Đi bộ rồi đi về đây nhé. Thấy cái thùng phi xanh này. Để treo cái lồng lồng gì đây nhỉ? Cái lồng rất là để bắt muỗi à? Cái lồng bắt muỗi anh em ạ. Nghe treo ở cây bồng. Treo trên cây bóng cây bưởi phải bưởi tết anh em ạ. Bưởi tết với lại bưởi